Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, hiện nay nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang ở mức rất cao, bởi dịch đã lây lan ra gần 50 xã phường. Tổng số ca bệnh tại Đà Nẵng đến nay đã hơn 460 ca và sẽ tiếp tục tăng những ngày tới, nhất là xuất phát từ các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao những ngày qua. Trong đó, khởi phát ngày 14 tháng 7 đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan công ty điện tử Việt Hoa đã có 195 ca mắc COVID-19, tập trung nhiều nhất ở quận Liên Chiểu. Hai chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao hiện nay là lò mổ Đà Sơn và cảng cá Thọ Quang. Tính đến nay, lò mổ Đà Sơn ghi nhận 34 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca làm việc ở lò mổ. Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang đã có tổng cộng 50 ca, trong đó có 24 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang và 26 ca liên quan. Các biện pháp khoanh vùng truy vết và đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm đang được các địa phương tiến hành khẩn trương để sớm kiểm soát các chuỗi lây nhiễm này.